Quyền Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Ông Mai Hẹn Hò. Thưa quý vị, có thể nói tình hình dịch bệnh đang khá phức tạp. Chính vì thế Quyền Linh sẽ làm phiên bản Ông Mai Hẹn Hò để hẹn hò online. Chỉ cần ngồi tại nhà thôi quý vị, chúng ta khỏi cần phải đến trường quay. Quyền Linh, Ông Mai Hẹn Hò sẽ kết nối những cặp đôi online. Mọi nơi có thể đăng ký đi tìm kiếm một nửa mảnh ghép của mình. Đừng ngại cùng gì cả, hãy đăng ký với chúng tôi. Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Ông Mai Hẹn Hò trên kênh MCV Media. Và bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Ủa? Em xin chào anh Linh ạ. Chào em. Em thì là Mai, thông qua chương trình này em muốn đăng ký cho bố em để lên chương trình có thể tìm được các anh. Em đăng ký cho bố em hả? Trời, nãy giờ anh tưởng đâu dạ. Em tham gia. Con bạn bên đây là ai? Con chào bác ạ. Chào con. Con là Bích Ngọc, con 16 tuổi. Con là con của mẹ Trúc ạ. Con đến đây để đăng ký cho mẹ con tham gia chương trình ạ. Tức là bên đây đăng ký cho bố, bên đây đăng ký cho mẹ. Bích Ngọc là ở nhà với mẹ thôi hả? Dạ vâng ạ. Vậy thì bây giờ Bích Ngọc đi kiếm người yêu cho mẹ, rồi xong rồi mẹ lấy chồng, rồi Bích Ngọc ở với ai? Con vẫn ở với mẹ. Hai cô con gái rất là dễ thương nha. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ người đàn ông đầu tiên. Xin mời. Xin chào anh. Chào anh Quyền Linh. Bây giờ mình đợi gặp người phụ nữ cái xong rồi hai người trò chuyện với nhau nha. Cho chúng tôi kết nối với người phụ nữ nào. Rồi, xin chào chị. Em chào anh Quyền Linh ạ. Em xin chào chương trình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Bùi Thị Trúc. Em hiện nay là 41 tuổi. Em đang sống ở Hà Nội. Sống cùng con gái tên là Bích Ngọc, 16 tuổi ạ. Hôm nay thì Quyền Linh sẽ kết nối cho Trúc gặp đó là anh Quân, 57 tuổi, Buôn Mê Thuột, làm nghề bán bất động sản, làm rất là nhiều việc ha. Hai người thì chưa có thấy mặt nhau đâu nha, chỉ có nghe tiếng thôi. Mình sẽ nói chuyện lớn lên để cho đối phương cùng nghe nha. Tôi tên là Triệu Hùng Quân. Quê gốc của mình trên Hà Nội nhưng mà sinh ra và lớn lên thì tại thành phố Hải Phòng. Đến bây giờ thì mình thấy là ở Buôn Ma Thuột mình đang làm việc. Mình ly hôn năm 2007. Đến bây giờ thì đã được 14 năm nay rồi. Hiện nay Trúc đang làm công việc gì? Dạ, hiện nay là em làm quản lý kinh doanh và nhân sự. Trúc hãy nói một chút ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Em vui vẻ này, em hòa đồng, em rất là thích giúp đỡ mọi người. Có khuyết điểm gì không Trúc? Dạ, em có anh. Em tự cảm thấy là em là một người thẳng thắn quá, đôi lúc là thẳng thắn quá. Anh Quân có thể nói chút về ưu điểm, khuyết điểm của mình cho Trúc nghe nào. Xin chào em Trúc ở phía bên kia nhé. Thì vừa rồi là mình cũng nghe được những cái cá tính tính cách của Trúc ấy, rất cái giống với tính cách của mình. Thứ nhất là mình cũng rất thẳng thắn, vui vẻ, hòa đồng và rất hài hước và dí dỏm. Tuy nhiên trong công việc thì tôi cũng rất nghiêm túc và nghiêm khắc. Và cái nữa là mình thì không biết uống bia uống rượu, chỉ có hơi hút thuốc một chút đó. Dạ, hút thuốc thì chắc sẽ bỏ được đó nếu mà có đối tượng nha. Mình sẽ bỏ mà. Cho nên hỏi chút xíu nè, chị Trúc năm nay 41 tuổi, chương trình kết nối cho một người 57 tuổi, thì vậy chị Trúc có suy nghĩ điều gì không, thấy được không? Thực ra thì quan điểm của em từ trước đến nay nếu mà hơn tuổi em ấy là em rất là thích. Em nghĩ rằng nếu như mà em ít tuổi hơn của em thì em chắc chắn em được cưng chiều ấy anh. Đúng rồi đó. Đường tình duyên của Trúc như thế nào? Tức là lý do tại sao mình chia tay? Cái điều mà bọn em không thể chấp nhận được với nhau đấy chính là ông xã có người ta. Mình chia tay được bao nhiêu năm hả Trúc hả? Năm nay là năm thứ 11 rồi anh. Coi như chuyện cũ qua đi nha. Lịch sử cuộc đời mở một cái sang một trang mới đi. Bây giờ thì anh muốn tìm một người bạn đời như thế nào? Tiêu chí của anh Quân đó. Cái tiêu chí của mình ấy, trong cái tình yêu mà muốn để đi đến hôn nhân ấy, thì nó phải thứ nhất phải có một cái tình yêu, trong đó là nó có cái sự yêu thương, sự lòng vị tha, sự độ lượng và cùng nhau biết chia sẻ
đặc biệt là mình phải hiểu nhau, mình muốn làm sao có một cái gia đình thuần Việt, nó phải có đủ bốn cái yếu tố. Thứ nhất là yếu tố ràng buộc về pháp lý, thứ hai là ràng buộc về con cái, thứ ba là cái ràng buộc về tài chính. Tài chính ở đây là vợ chồng cùng chung đứng đấu cật với nhau cùng xây dựng lên. Điều thứ tư là cái điều mà ràng buộc về tình cảm, khi đã đến với nhau nó phải dành cho nhau một cái tình cảm trọn vẹn. Nhưng mà em vừa nghe anh Quân chia sẻ á, thì em thấy có rất là nhiều điểm tương đồng với em. Quan điểm hôn nhân của em ấy, đầu tiên nó phải là tin tưởng ạ, và sau đó nó phải là yêu, hiểu và thương. Đặc biệt là em rất là nhấn mạnh từ thương. Bây giờ hai anh chị đã trò chuyện, chưa gặp mặt nhau, mình chỉ nghe tiếng nhau thôi ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu gặp mặt nha, chuẩn bị nha. Hai người sẽ được nhìn thấy mặt nhau để cảm nhận đầu tiên thế nào. Chúng ta bắt đầu gặp nhau. Xin chào em. Xin chào anh ạ. Thực ra ngay từ lúc mà em nói là em đã hình dung ra anh giống như thế này rồi ạ. Anh cũng là một người rất là ấm áp, cũng rất là điềm đạm và cực kỳ cẩn trọng ạ. Nhưng mà cái ban đầu thì anh cảm nhận như vậy. Anh thấy em như nào ạ? Anh thấy em cười cũng rất là duyên. Hai người lần đầu tiên gặp mặt, bây giờ mình hát giao lưu cái đi cho nó tình cảm đi ha. Bây giờ chúc hát trước đi nha. Em sẽ hát tặng Quân và chương trình bài hát Giận Mà Thương. 2, 3, bắt đầu. Anh cười nhụ, em không giữ. Anh em xin lỗi, em đó chỉ thương anh nên em bán với mẹ, phải muốn anh không đi chuyện được thương, giận thì giận mà thương thì thương, giận thì giận mà thương thì thương. Anh sai đường em không chịu nổi, anh yêu ơi xin đừng bỏ tôi mà chưa tin anh phải đủ trả thương. Ok, bây giờ thì tên Quân thôi. Cái bài của em là Tình Yêu Của Anh bằng tiếng nước ngoài. Because you are my love, more than my heart and sun, than my night star. My love, I just for you. I feel living low, living without you. Every breath that I take, and every effort I want to make, I want to say my love for you, right in the end of time. I want to hold you by my side. I want you to stay tonight, and somehow I know deep inside, my heart that you need my tender star. Ok, tạm thời nó là như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi để chúng ta có thể hiểu nhau nhiều hơn. Điều gì làm nên một ngày hoàn hảo đối với bạn? Một ngày hoàn hảo đối với tôi đó, thì tôi cảm thấy một ngày hạnh phúc là sau khi khoảng độ 5 giờ rưỡi 6 giờ tôi dậy đi tập thể thao đi, thì về xong mình tắm rửa này đó, mà chờ ngóng có một có cái cuộc điện thoại nào mà bạn bè anh em là người ta rủ nhau đi uống cà phê. Trong cái buổi cà phê đó thì mình sẽ trao đổi cho nhau những cái thông tin tin tức hoặc là những cái cơ hội để mà mình có thể mình trong kinh doanh, nó tốt trong kinh doanh của mình. Thế rồi tối về thì mà khi mà có cái công việc nó chuẩn thì lại rủ nhau đi uống nước và uống cà phê hoặc là hát karaoke đó, thế thôi. Nhưng mà rất là lành mạnh nhỉ. Một ngày làm việc của em rất là đơn giản bình thường thôi ạ. Em thức dậy 6 giờ sáng, em tập đến 7 giờ, sau đó thì em tập trung cân nước ăn sáng cho hai mẹ con, và công việc nhà xong xuôi thì em lên công ty và em cứ theo cái lịch của kế hoạch của mình em làm. Và cho dù cái lịch kế hoạch đó, các cái gạch đầu dòng đó, cuối ngày em đã không có thể xử lý hết 10 cái gạch đầu dòng đó chẳng hạn, nhưng em vẫn cảm thấy happy, em vẫn cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Thì không biết cái đó có được gọi là hoàn hảo hay là không, và em cảm thấy vui vẻ ạ. Dạ. Mình cảm giác hoàn hảo, hoàn hảo, cảm giác vui vẻ, đó là mình sống cho mình mà, đúng không? Rồi. Nếu bạn có thể sống đến 90 tuổi và được quyền duy trì một trong hai thứ, tâm hồn hoặc thể xác ở ngưỡng 30 tuổi, kéo dài suốt 60 năm còn lại của cuộc đời, bạn sẽ chọn thứ nào?
em sẽ chọn về cái tinh thần nhiều hơn ạ. Bởi vì là trong cái suốt cái quá trình cuộc sống của em ạ, cũng đã hết cả một cái thời thanh xuân, tuổi trẻ, tuổi thơ em đã đi qua hết và cũng trải qua khá là nhiều những cái thăng trầm rồi. Đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, và đặc biệt là tinh thần đau đớn rất là nhiều. Thế nên là tất cả thời gian còn lại của em sau này ạ, em muốn dành cái ưu tiên cái việc tinh thần của em phải được thoải mái ạ. Thì nếu mà được chọn cả hai thì tốt, nếu để mà lựa chọn thì chắc là em lựa chọn tinh thần ạ. Cũng giống với này cái ý nghĩ của mình. Thực ra nói đến bây giờ thì cái tiêu chí của anh trong cuộc sống ấy, đầu tiên là phải sống khỏe đấy, thế rồi mình lúc nào tâm thần nó thoải mái, thế rồi là còn về những cái chuyện mà nó cứ áo gạo tiền thì nó cũng không đến cái nỗi mà để cho mình phải đổi bằng mọi giá. Nếu như mà mình được sống đến 90 tuổi chẳng hạn, với ông trời mà cho phép đổi thì mình có thể mình chỉ cần đổi đến khoảng độ 20 năm, tức là mình sống đến 70 tuổi thôi, nhưng mà mình sẽ có một cái đổi lại bằng những cái tuổi trẻ để mình có cái nhiều cái cơ hội khắc phục lại những cái sai lầm của mình. Mình có lỗi với những ai thì mình sẽ phải đáp lễ lại họ. Bây giờ chúng ta sẽ tính câu hỏi tiếp theo nha. Có điều gì mà bạn luôn ao ước được thực hiện từ rất lâu rồi, tại sao bạn vẫn chưa hoàn thành những dự định ấy? Thực ra thì cái ước ao của em có một ước ao thì hơi to tắt một chút, còn một ước ao thì chắc là không to tắt lắm, nhưng có lẽ là do sức của em còn đang hạn chế. Tức là em đặt tiêu chí là từ năm nay đến sang năm ấy, thì là hai mẹ con mua một cái căn nhà nhỏ chung cư ở Hà Nội để thay đổi cái cuộc sống là mình cứ hai mẹ con hiện tại là hai mẹ con em vẫn đang thuê chung cư ạ. Cái ước mơ đó thì có lẽ em tự tin rằng là em có thể tiến tới. Nhưng còn một cái ước mơ thứ hai đó là hai là em có thành lập hai nhóm mẹ đơn thân, em có truyền cảm hứng về cái công việc cho các mẹ, và lúc nào trong cái tâm trí của em cũng có một cái mong muốn nếu sau này mình có thể ạ, thì em rất muốn xây một cái nhà từ thiện ấy ạ, để dành cho các cái mẹ đơn thân sau này không nên nữa ạ. Anh Quân làm được đó, anh là môi giới bất động sản mà. anh ước ao, anh khát khao có một cái gia đình thuần Việt. Thực ra là từ nãy em nói chuyện với anh thì em có thể cảm nhận được anh một chút rồi. Nhưng em vẫn muốn hỏi anh là anh có phải người độc đoán gia trưởng không? Anh có phải là người giữ lời hứa không ạ? Cái câu hỏi này thì cũng rất là... cũng cái cảm giác khi ai mà khi tiếp xúc anh về trong cái công việc ấy. Chứ còn lúc mà trong cái vui chơi này nọ thì chưa ai có cái cảm giác như vậy đâu. Nhưng mà em cũng là cái người phụ nữ rất là tinh ý. Thứ nhất là anh cũng đã từng nhiều khi cũng bị gọi là độc đoán và gia trưởng. Thực ra là dùng cái từ đấy là nó chưa chuẩn. Anh là cái con người có cái tính quyết đoán cao. Quyết đoán cao. Tức là khi anh làm cái gì thì tất nhiên là mình để quyết định trong cái gia đình thì anh bao giờ anh cũng tham khảo ý kiến của người trong gia đình. Thế nhưng mà khi hỏi anh cái câu hỏi nào thì anh phải có những cái câu trả lời và có cái sự phản biện lại đó. Nếu như mà những cái ý kiến của họ mà làm mà ok thì anh nghe. Chứ còn mà nếu mà không mấy được thì anh giữ đúng cái ý kiến lập trường của mình. Đó, thế nên là nhiều trước kia ấy, thì đôi khi là có những cái ý kiến dụ là hồi bà xã mình ấy, bảo anh làm này, anh làm thế này là không được. Thế thì mình hỏi tại sao lại không được thì lại không trả lời được. Thế thì bỏ thôi dẹp. Một câu cuối cùng dành cho anh chị ha. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của bạn là gì? Trong cuộc đời con người thì có rất nhiều cái kỷ niệm. Nhưng mà mình chỉ nói về trong cái khuôn khổ về cái chuyện tình cảm thôi. Đó là cái hồi năm 2013. Sau khi mình đã ly hôn được mấy năm thì mình cũng được một cái người thân, người ta giới thiệu cho mình quen một cái cô bạn. Nhưng mà sau khoảng độ nửa tháng thì mình thấy là cô bạn ấy có cái gì đó mà nó không được rõ ràng. Cái quan điểm của anh là khi chúng ta đã có những cơ sự ước hẹn thế nào thì chúng ta nên đóng lại quá khứ. Đừng có nói là khép nhá. Khép là không có ấy đâu. Đóng lại là đóng lại. Là hãy quên nó đi.
mà đã cảnh báo rồi, đã nói rồi, mà nếu không được là thôi, anh chia tay cô bạn. Anh nói là thế này: ok em ơi, thứ nhất là em đã vi phạm những cái điều mà anh đã nói. Anh nói rất là nhẹ nhàng, anh chưa chết nhưng anh cũng vĩnh biệt em luôn, anh không bao giờ anh gặp lại, tức là anh sẽ quên một cách sạch sẽ. Thực ra mà nói là mình nói là quên cách sạch sẽ, nhưng đến bây giờ thì mình vẫn cứ bị một cái gì là nó đau ở trong cái vậy. Anh hơi khó quá anh Quân á, có thể do mình khó tính hay cứng nhắc cái vấn đề đó, tham gia đó là lý do tại sao mà đến 14 bây năm giờ qua. Vẫn không được 14 năm qua. Anh có cảm giác là như là Trúc bắt đầu, Trúc cảm thấy là ngại ngại anh ấy. Em cũng rất thích cái sự thẳng thắn như vậy, nhưng mà nếu mà quá là em cũng thấy hơi sợ ạ. Cho anh giải bày với em một vài cái điều này, là qua cái chương trình này thì chúng ta đã được cái cơ hội, cái may mắn để được gặp nhau. Anh thấy cái tính cách của anh và em thì nó cũng có nhiều cái điểm tương đồng. Hai nữa là cái mệnh của em với mệnh của anh là nó cũng hợp. Em cũng cảm thấy rất là thú vị khi vừa nghe câu chuyện của anh. Em vẫn chưa có một cái câu hỏi cũ muốn hỏi lại anh. Anh có phải là người trưởng không? Anh có hay ghen không ạ? Và anh có sẵn sàng làm tất cả vì em không ạ? Cái tính quyết đoán của anh nó sẽ rất là cao. Và thứ hai, cái cách biểu hiện của anh tình cảm đối với lại cái người vợ hay người yêu hay bạn gái của anh nó là khác. Tức là anh không chiều theo ý thích của phụ nữ. Anh chỉ có thể anh không làm những cái điều mà người phụ nữ không thích. Chứ còn để mà chiều theo ý định của ý thích của phụ nữ thì không ai có thể là làm được. Tức là anh sẽ không làm theo điều người khác thích. Tôi chỉ làm những cái điều mà tôi thích và người ta cùng thích thì ok. Theo em bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, mình mênh mỏi xíu. Có đôi khi mình phải làm theo những cái điều cái người bạn đời mình thích, mình chiều người yêu. Không, tất nhiên là, nhưng mà tôi chỉ chấp nhận với những cái mà trong cái phạm vi cho phép, nhưng mà không có kiểu được đằng chân lên đằng đầu. Anh Quân nói thế thì Trúc cảm nhận ra sao? Em đang cảm thấy là em sợ rằng em không có đủ dũng khí ạ. Anh biết Trúc sẽ nói điều đó đó, nhưng mà anh nghĩ rằng với sự dễ thương của Trúc á, thì anh nghĩ sẽ làm mềm lòng anh Quân và anh Quân sẽ thay đổi. Anh Quân không phải là người không thay đổi được đâu, nhưng mà bởi vì chưa có đối tượng để anh Quân thay đổi thôi. Mà đúng rồi, Trúc đúng sẽ rồi. Làm được điều đó. Tôi cũng giống như là một cái căn nhà nó chỉ có một cửa, tức là nó chỉ có một ổ khóa, nhưng mà cực kỳ là rất là khó, nhưng mà mở được thì vào được tất cả các cái phòng khác đó. Đổ nhớt vô nó trơn mở liền luôn á, chứ quan trọng là do Trúc thôi ha. Sáng ra thì anh chương trình bảo là có in hai cái, một cái lễ tay là và một cái tim này đây. Đây là trái tim là đó. Anh cũng in hai cái thôi, nhưng mà cái hình cái anh chả thấy nó đâu cả. Anh cắt luôn rồi, đúng không? Không luôn. Ok, quyết đoán đấy. Bây giờ trước khi mà Trúc quyết định, em nghĩ rằng anh nói một câu gì đó ngắn thôi, một câu gì nó tình cảm nào. Nói thì anh nghĩ rằng là cũng giống như là anh Quyền Linh, anh bảo là có thể là bằng cái sự chân thành của em có thể là làm cho cái tính cách anh nó sẽ mềm ra, thì anh hy vọng là mối quan hệ của chúng ta nó mỗi ngày này nó sẽ được tốt đẹp lên và sẽ có một cái kết thúc khoa học. Bây giờ ta nhắm mắt lại, nếu đồng ý chúng ta đưa trái tim, nếu chúng ta muốn làm bạn chúng ta đưa cái này. Rồi bây giờ cả hai nhắm mắt lại, lên đếm tới 3 nhá, mình sẽ đưa ra một lúc luôn. 1. Em vui vẻ này, em hòa đồng, em tự cảm thấy là em là một người thẳng thắn quá. Là mình cũng rất thẳng thắn, rất hài hước và dí dỏm trong công việc, thì tôi cũng rất nghiêm túc. 2. Tôi chỉ làm những cái điều mà tôi thích và người ta cùng thích thì ok. Thế hơi sợ ạ. Khi đã đến với nhau nó phải dành cho nhau một cái tình cảm trọn vẹn. 3. Quyết định. Chúc mừng, như vậy là cả hai đưa trái tim. Khi bạn thấy Trúc mà đưa cái trái tim này rất là vui đấy. Em phải nói rằng là em cảm ơn anh Quyền Linh rất là nhiều. Cái phần cuối cùng thực sự là khi mà nghe anh Quân chia sẻ xong ấy, Trúc thực sự là muốn bỏ cuộc. Nhưng mà được một cái sự thổi lửa, một cái sự kích hoạt ở chỗ anh Quyền Linh ấy, thì em cũng muốn dũng cảm để cho mình một cơ hội. Và em hy vọng rằng là
em có thể là một cái gì đó, một cái làn gió mới nào đó khiến cho anh Quân có một chút gì thay đổi. Cảm thấy rằng anh Quân có thể che chở cho em. Chỉ duy nhất một điều thì em mong muốn là anh Quân hãy nhẹ nhàng hơn với em một chút nữa, bởi vì em rất là sợ. Hứa luôn với em à, để có cái chúng ta thì hai người nên bỏ cái tôi xuống dưới cái chúng ta, thì mới có một cái happy family. Đó. Chính xác như thế, hy vọng rằng hai người sẽ sớm gặp nhau. Rồi, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Chúng ta sẽ đến với chàng trai nha quý vị. Xin chào bạn trai. Dạ, anh chào anh ạ. Chúng ta sẽ gặp gỡ bạn gái nào. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào anh Quyền Linh, em chào bạn nam bên kia. Dạ em chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Mai Trâm, em 31 tuổi. Em hiện đang sống và làm việc ở Tiền Giang. Tiền Giang luôn hả? Hay quá, quyền nào em? Dạ em ở Mỹ Tho anh. Ai bảo Mỹ Tho là cô gái đẹp à? Rất vui được gặp đồng hương. Em làm công việc gì? Dạ em đang làm nhân viên kinh doanh của một công ty chế biến thủy sản anh. Bạn trai hãy cho biết bạn tên là gì, đến từ đâu? Dạ em tên là Phạm Kim Tiền, đến từ đất miền Tây á, miền Tết của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt á. Vĩnh Long. Là ở Vĩnh Long á. Em năm nay 28 tuổi, em đang làm công việc là bên công ty tập đoàn đầu tư Hoa Sen á, là bên nhân viên kinh doanh á. Mùa này nghe chữ tiền là mừng rồi đó. Bạn trai hãy cho biết ưu điểm, khuyết điểm của bạn đi. Ưu điểm của em là em hiền lành, năng động công việc. Khuyết điểm của em là em thường rồi là biết là kinh doanh của em thì giao tiếp nhiều người, nhưng mà thấy gặp gái thì nó quéo lại anh, nó ít nói chuyện được. Người ta nói ngành của em á rồi là mày nói chuyện lanh quá trời luôn, mày ra đường là biết bao nhiêu cô gái theo thích gì đó, nhưng cuối cùng không gặp gái tự nhiên nó thực sự lên anh không nói nên lời được. À cũng vậy, mừng trai nói chứ gặp cô gái càng đẹp là càng rung luôn á. Em là Tiền là 28 tuổi nè, bên kia là cô tên Trâm là 31 tuổi, như vậy là em gọi là nhỏ hơn 3 tuổi, em có ngại gì không này Tiền? Dạ không anh, tại quan điểm của em là em không quan trọng là quá khứ hay quan trọng là tuổi tác, chứ quan trọng là hai người yêu thương nhau thật lòng, là thứ hai là cùng nhau rồi là quán chỉnh kẹt nữa, xây dựng gia đình tốt là được anh. Trâm, nãy giờ em chưa có thấy được mặt chàng trai, em cảm nhận cái giọng nói bạn trai thế nào? Dạ em cảm nhận là bạn trai cũng vui tính anh, đúng là nhân viên kinh doanh. À. Cũng giống em, cái ngành nghề cũng giống em. Giống em đúng không? Em có ưu điểm, khuyết điểm gì Trâm? Dạ, em có ưu điểm là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc. Ngoài ra em còn biết nấu ăn nữa anh. Nấu ăn hả? Nấu được món gì? Dạ, em nấu được mấy cái món ăn thường ngày. Nhưng mà mấy món nấu tiệc thì em không có rành lắm. Rồi, bạn trai, bạn chưa thấy mặt cô gái thì cảm giác của bạn về giọng nói nãy giờ thế nào? Em thấy tại vì bạn cũng nằm nghề của em á, chắc cũng có vẻ là hơi lanh. Hơi lanh à, nhưng mà thấy cũng chắc cũng dễ thương á, dễ thương cũng đẹp á. Dễ thương. Mà thật sự nói với em thì bây giờ quen bạn gái á, là sau này là để cưới. Thì quen em không cần bạn gái là đẹp, chỉ cần bạn gái là về biết quán xuyến gia đình là được rồi. Tình trường em thế nào rồi? Em từ đó em quen được hai mối tình á. Mối tình thứ nhất của em là thời không phải là thời người ta nói em là nước rưỡi anh, là thời em học cấp 2 anh. Cấp 2 con yêu rồi hả? Rồi mối tình đó mấy năm? Dạ mối tình nó kéo dài 7 năm à. Trời đất ơi, vậy là đậm đà lắm rồi, sao chia tay? Dạ như là lên học thành phố anh, lên học mọi người tại lúc lên học đại học ngày xưa á, nên xa cách á, người ta nói xa mặt cách lòng á. Rồi một thời gian sau tự tưởng như con trai con gái này, mình có cảm nhận như là bạn gái mình nó thay đổi lắm. Nhiều lúc thì quan tâm mình nhiều, thời gian thấy họ không nhắn tin điện thoại mình nữa, rồi mình nhắn tin thì nó hỏi nó là bạn gì chuyện kia, mà sau này nhận ra thì tự nhiên nói như là bạn gái. Bây giờ cũng phải tự em luôn, em tự nhiên em nói là mình nên dừng lại đi, còn cái chuyện là để sau này á, tương lai sau này nếu mình có duyên thì gặp lại. Mối hàng thứ hai của em á, em quen cũng được 1-2 tháng. Hai tháng. Không, tại là mối hàng thứ hai của em là em quen phải bạn gái được gần 1 tháng. Rồi xong rồi thường á là em muốn gặp bạn gái đó, là em thường về nhà, là em thường điện thoại bạn gái đó, em đi làm gì chưa, rồi để ăn gái nước, để ăn để uống gì đó. Đúng là 1 tháng thì là kỷ niệm hai người quen nhau 1 tháng anh. Em bất ngờ em về em không gọi điện, không nhắn tin gì hết trơn. Em mua bó bông nè, em mua đồ, bánh kem rồi chuẩn bị. Rồi khi mà em về tới nhà đó, tới cửa bạn gái làm gì á, là thấy ai chở bạn gái đó thì em cũng nhắn tin đó, là em nhắn tin mà em thì là con trai quá mình rất ngại nên nhắn tin hỏi em dầm gì chưa, đó là chưa về hôm nay tăng ca. Rồi xong rồi em buồn á, tối thì em với bạn em uống cà phê ấy, anh thì vô tình gặp bạn gái đó đi uống nước á với người đó luôn. Rồi em có hỏi người bạn em là người đó là ai không?
Thì em chỉ điện hỏi thôi, thì người ấy nói là cũng đang làm đi với mẹ vậy đó, thì tự nhiên không biết á, thì tự nhiên em không cho người đó biết là em đã thấy bạn gái em á. Em thấy vậy không thật lòng, em tự nhiên em buông luôn anh. À, chứ em không hỏi là tại sao là như vậy. À, đúng ra phải hỏi, biết đâu người đó là bạn bè thì sao? Tại vì em nghĩ đầu là nếu mà bạn bè thì ok, ví dụ như là em nhắn tin em đang làm gì, nói ừ em uống với bạn hay gì đó cũng được nha. À, tức em chỉ cần thành thật với em thôi. Rồi, anh hiểu rồi. Trâm, bạn có mấy mối tình rồi? À, dạ em có 3 mối tình. Nhưng mà có một mối tình lâu nhất là khoảng 9 năm á anh. Mối tình đầu tiên của em. Yêu từ năm mấy tuổi? Dạ em với bạn đó là bạn học chung từ hồi phổ thông, nhưng mà lên tới năm 2 đại học á tụi em mới quen nhau. À. Quen từ đó cho tới khi đi làm. Mà lý do sao chia tay em? Dạ hiện tại thì em cũng chưa biết lý do chính xác là gì nữa, tại vì tụi em cũng chưa có nói chuyện nghiêm túc. Em im lặng, em thấy bạn đó lạnh nhạt với em, xong cái em cũng chỉ là giận thôi, rồi cái em cũng im lặng, cái em cũng thấy bạn đó im luôn, cái là im luôn luôn tới giờ luôn. Thì em thấy là em quen cũng lâu rồi anh, lúc còn đi học cho tới đi làm á thì bạn đó rất là hiền, nhưng mà có điều là cái thể hiện bên ngoài á nó không có được quan tâm lắm. Nói chung là nói những cái lời hay thì bạn đó không có nói, nhưng mà bạn đó làm nhiều cho em. Thì em cũng rất là yên tâm vô cái mối tình này. Cứ theo thời gian như vậy. Có bữa đó em nhờ bạn đó chở em đi mua lấy cái vali, mà không biết có phải cái vali là tụi em ly biệt luôn. Rồi cái bạn đó chở em đi lấy cái vali mà bạn đó rất là khó chịu. Rồi cái em thấy sao cũng có điềm điềm sao. Rồi em mới nói là bạn đó chở em đi mua trà sữa uống. Thì bình thường thì tất nhiên là bạn đó sẽ mua. Nhưng mà bữa đó cái bạn đó cũng không mua luôn, chạy qua cái quán trà sữa luôn. Cái em thấy là sao nay kỳ quá. Cái về em cũng có nhắn tin em hỏi lý do. Cái bạn đó cứ nói là không có gì, không có gì. Rồi cái em giận quá em im luôn, rồi cái bạn đó cũng im luôn. Mối tình chia tay lãng ngòm luôn trời. Gần đây là em mới chia tay khoảng 1 năm á anh. Yêu mấy năm mới chia tay? Dạ cũng 1 năm, tại cũng ngắn. Vậy là em có tình trường mười mấy năm rồi đó, rất nhiều kinh nghiệm luôn. Kể sơ tình trường rồi, chúng ta mong muốn cái người yêu lý tưởng của mình sắp tới là như thế nào? Cô Trâm? Sau tất cả thì em cảm thấy ngoại hình nó cũng không quan trọng lắm. Quan trọng là cái tính cách, lại cái cách đối xử của bạn nam đối với em á anh. Thấy trà sữa là đừng phải dừng lại mua giống đi qua đúng không? Dạ. Các bạn trai thấy chưa, phụ nữ cũng đơn giản thôi mà, mình thấy trà sữa ghé lại mua đi chứ ai đi qua vậy người ta giận. Rồi còn gì nữa không? Dạ không có khó tính quá, dễ chịu. Em không thích điều gì đàn ông? Dạ em không thích là gia trưởng anh, hút thuốc, không thích nhậu, nhậu quá nhiều. Không biết bạn nam bên kia kinh doanh có nhậu không? Chắc có, kiếm tiền hả? Dạ có nhậu nhưng mà nhậu ít thôi, nhậu nhiều công việc thôi, cả dao, hai ba ly, hai ba lon vậy thôi. Có hút thuốc uống rượu không? Lúc trước có hút mà bây giờ bỏ rồi anh ơi. Tốt, có gia trưởng không? Dạ không anh ơi. Mai Trâm nói những cái tiêu chí như thế thì em đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm hả Kim Tiền? Đáp ứng khoảng 90% anh ơi. Tiêu chí người yêu lý tưởng của Kim Tiền như thế nào? Dạ tiêu chí của em thì em rất dễ mà. Bạn gái thì cao khoảng 1m45 trở lên, quê miền Tây. Thứ hai là có công việc ổn định nè, là được rồi. Là biết nấu ăn nè, biết như là có ổn định đó. Em định chừng nào kết hôn? Thì qua dịch này mới được thì cứ cũng được. Qua dịch làm luôn ha. Rồi còn bạn Mai Trâm, bạn định chừng nào kết hôn? Dạ thì khi nào mà tìm hiểu hợp thì em kết hôn cũng được anh, cũng không có quan trọng thời gian. Có thể làm dâu được không? Dạ được anh. Được đúng không? Lấy chồng phải theo chồng. Tiền Giang Vĩnh Long nó cũng gần nhau ha. Nãy giờ thì hai bạn nói chuyện chưa có nhìn thấy mặt nhau. Bây giờ chúng ta sẽ gặp mặt nhau. Chuẩn bị nha. Mai Trâm có hồi hộp gì không? Dạ có. Có. Tưởng tượng chàng trai bên kia Vĩnh Long thế nào? Dạ chắc là... cũng cao. Người vừa. Còn Kim Tiền, em hình dung coi bạn gái bên kia thế nào? Vì người anh còn tròn. Chúng ta sẽ kết nối bộ phận kỹ thuật cho tôi kết nối, hai bạn sẽ nhìn thấy mặt nhau nào. Xin mời. Trâm thấy bạn Kim Tiền thế nào? Dạ em thấy bạn nam cũng được anh, cũng giống như em suy nghĩ. Dạ gương mặt tròn tròn dễ thương. Đó, nhỏ hơn em 3 tuổi đó mà cũng chững chạc lắm á. Dạ nhìn chững chạc anh. Bạn Kim Tiền cảm nghĩ thế nào khi mà lần đầu tiên gặp mặt cô gái mình chưa hề quen biết ở Mỹ Tho? Dạ em thấy bạn thấy cũng xinh á, nói chuyện cũng ngọt ngào dễ thương á.
À, Tiền bây giờ nói vài câu với lại Trâm, Trâm đi. Trâm bữa nay đang ở nhà hay làm ở đâu? Bữa nay Trâm ở nhà để tham gia chương trình. Ủa Trâm làm như vậy thì Trâm có mình làm nguyên tuần luôn, có nào mình nghỉ không? Làm từ thứ hai tới thứ bảy, chủ nhật được nghỉ. Tiền làm ở công ty vậy là lâu chưa? Làm nhân viên kinh doanh lâu chưa? Tiền làm được khoảng 3 năm rồi. Vậy là cũng có nhiều kinh nghiệm, có thể chia sẻ. Mong thì chúc thì được Trâm bấm nút dùng. Rồi bây giờ thế này, lần lượt hai bạn sẽ trả lời. Đây là những câu hỏi tâm lý mà chương trình đã lựa ra để xem các bạn hiểu nhau cỡ nào. Dành ra 4 phút để kể cho người đối diện nghe về cuộc đời bạn. Dạ, cuộc đời em thì từ nhỏ tới khi mà lớn thì cuộc sống của em cũng khá là êm đềm. Tại vì ba mẹ cũng lo đủ cho em. Em cũng đi học, được đi học đại học ở trên thành phố. Rồi sau đó là em cũng có việc làm trên thành phố. Rồi sau khi mà em làm 5 năm trên phố thì em có học được nhiều cái giống như là tính tự lập, tự quản lý chi tiêu của mình. Rồi cái gì cũng phải tự lo, giống như là nhiều khi mẹ em nói là phải tự lo cho bản thân, chứ nhiều khi bệnh cũng không ai nhắc uống thuốc hết. Nên là em rất là cảm thấy rất là trân trọng là thời gian mà em ở trên thành phố là em có thể học được tính tự lập. Sau 5 năm thì em cảm thấy là ba mẹ em cũng lớn rồi, nên là em cũng muốn đi về quê để mà sống gần hơn với ba mẹ em. Khi mà về quê thì cái công việc nó cũng không có được thuận lợi như ở trên thành phố, thì em cũng phải làm, cũng phải qua vài nơi. Cuộc sống của em thì khá êm đềm, nhưng mà chỉ có chuyện tình duyên của em là nó lận đận thôi anh. Nói chung là em chưa có tìm được những cái một cái người mà có thể có cái tình cảm chân thành, người có thể chăm sóc em đúng như ý em muốn. Cuộc đời em là em sinh ra cũng được đầy đủ mà. Tới hồi em học lớp 12 á, em khi là học lên Vĩnh Long là em học bên ngành của em là ngành bên xây dựng miền Tây á. Học lên em học cũng khoảng được 3-4 năm thì em cũng đâu có ra làm ở lên thành phố làm được 1 tháng 2 tháng. Tại không biết sao lúc đó cũng còn nghe chơi nữa. Bạn cũng quê, không học thì cũng về quê. Rồi sau khoảng như là em ở không ở nhà gần 1 năm, có một bạn nó làm bên công ty tập đoàn công nghệ nè. Giới thiệu hôm qua, tạm đây nó dạy cho em nhiều thứ lắm anh, dạy cho em cách tiếp xúc khách hàng, tiếp xúc với nhiều người. Thật sự là ngày xưa như là em tin tử, em không được là tiếp xúc nhiều người, cách nói chuyện cũng ít nữa. Nếu bạn có thể sống đến 90 tuổi và được quyền duy trì một trong hai thứ, tâm hồn hoặc thể xác ở ngưỡng tuổi 30, kéo dài trút suốt 60 năm còn lại cuộc đời, bạn sẽ chọn thứ nào? Bạn Trâm? Dạ, em sẽ chọn cả hai. Ở tuổi 30 luôn. Chọn hai thứ rồi ai cũng chọn hết, chọn một thứ thôi. Dạ, em sẽ chọn tâm hồn. Tại vì con người thì nếu mà không có tâm hồn sẽ không thể nào mà có thể sống vui vẻ được. Em cũng chọn tâm hồn đó nơi. Tại vì em muốn là sau này hơn nữa, ví dụ như em có nằm xuống vậy đó, em vẫn muốn tâm hồn được thanh thản vui vẻ. Kể ra 3 điểm chung giữa bạn và người đối diện. Chắc có lẽ là em với bạn Trâm nó cũng kinh doanh đó, nên cái công việc nó cũng hơi giống là được cái nó cũng nhẹ chút nào. Thấy bạn cũng hiền á. Thứ ba là thấy bạn cũng xinh đẹp trai giống em mà, như bạn cũng xinh gái em xinh trai. Điểm chung thứ nhất là ở miền Tây giống nhau luôn, hoàn cảnh sống, tính cách cũng giống nhau. Em thấy bạn đó cũng chân thành trong chuyện tình cảm giống em. Bạn biết ơn điều gì nhất trong suốt cuộc đời? Dạ, với em thì điều em biết ơn nhất đó là em có được một gia đình êm ấm. May mắn là có ba mẹ em là tạo điều kiện cho em có một cái cuộc sống tốt. Dạ em cũng vậy anh, em cũng cảm ơn gia đình đó. Sinh ra gia đình đầy đủ và hạnh phúc anh. Gia đình của em nó không có giàu có, sinh ra giàu có những người khác, nhưng mà em thấy vậy nó cũng gọi là hạnh phúc hơn mà trên biết bao nhiêu người. Nó còn thực tế của mình nữa, có người sinh ra không có cha có mẹ rồi, mình có cha có mẹ, có cha mẹ lo rồi, cho nên đến chớ là hạnh phúc mà anh. Có điều gì mà bạn luôn ao ước được thực hiện rất lâu rồi? Có một cái ước mơ từ hồi nhỏ là em có thể được đi du học ở Pháp. Em rất là muốn được học tập và trải nghiệm ở đất nước mà mình học. Nhưng mà lý do em chưa có thực hiện được là do là hồi xưa nhà em cũng không có đủ điều kiện. Rồi khi mà em học xong, em đi làm thì cuộc sống rồi công việc nó cứ qua đi rồi tới bây giờ em cũng chưa thực hiện được đó anh. Rồi, kỷ niệm đáng sợ nhất của bạn gái là gì? Kỷ niệm đáng sợ nhất của em là có một lần em chạy xe, tự chạy xe từ Sài Gòn về quê em. Mà em ngủ cục, em không biết.
Em tưởng em đang chạy, sau đó rồi cái chạy một hồi cái em đụng vô một cái cô bán nước. Cái em mới giật mình, nhưng mà hơn là không có cái gì nghiêm trọng hết. Và sau đó là em không dám đi làm bằng xe luôn. Một tháng, sau một tháng thì em mới bắt đầu chạy xe lại. Còn về quê là em chỉ đi xe khách thôi, em không có dám đi xe máy nữa. Nếu được chọn bất kỳ ai trên thế giới này, bạn sẽ chọn ai để đi ăn tối cùng mình? Dạ, nếu mà chọn ngay bây giờ thì em sẽ chọn bạn Nam đi ăn tối cùng em luôn. À, 2 phút trò chuyện với nhau, hai bạn đối diện với nhau nói chuyện đi nào. Cha muốn hỏi tiền lại về vấn đề mà tiền tuổi tác á. Tiền nhỏ hơn Trâm như vậy thì tiền có thể nói như thế nào để Trâm có thể yên tâm hơn không? Với tiền tình cảm thì tiền không biệt tuổi tác, tại tiền cần một người bạn con gái là trưởng thành, thứ hai biết lo gia đình, còn ta này sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Trâm. Cảm ơn tiền. Ủa mà Trâm nè, nếu mà Trâm, nếu mà mình quen nhau hẹn hò á, Trâm thường nghỉ chủ nhật đúng không? Đúng rồi. Chủ nhật thì tiền cho suy nghĩ, tiền qua chăm chơi, tại vì công việc của tiền kinh doanh bên tiền đó là nó làm nguyên tuần, cũng như thế giới tự động nha, là nó làm nguyên tuần cái cua hết, là một tháng chỉ nghỉ được 4 ngày là mình tự chọn thôi. Thì vậy cũng được. Vậy là công việc của tiền là chắc cũng bận từ sáng tới tối không? Thì theo công việc đó, kiểu như tới tối có các bạn điện mình phải in check, mình phải làm ra giấy tờ này hết, chứ không có thì thôi. Mà có cái nè, tiền hiền á, tiền hiền quá trời luôn mà không biết là Trâm có thích gì không? Tại vì thường con gái thích nam con trai là lãnh đạo là nhiều. Trâm á, thì tới bây giờ thì Trâm thích một người là hiền, điềm đạm, chững chạc rồi. Trâm cũng không có muốn một người mà cũng lanh lợi, nhưng mà thật ra không có làm được, chỉ nói không, không có làm, thì Trâm cũng không có mong muốn là quen người đó. Nên là tiền cứ yên tâm. Tiền thì khác, tiền là ít nói, nhưng mà tiền nói gì thì là chắc cái đó. Tiền nói tiền sẽ làm được. Chắc chắn nói làm được đúng không tiền? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình. Và trên tay các bạn sẽ có cái tấm bảng. Nếu như ta đồng ý thì ta đưa trái tim. Nếu ta đồng ý làm bạn, chúng ta đưa like. Và anh sẽ đếm. Chuẩn bị sẵn sàng. Một. Gương mặt tròn tròn dễ thương. Nói chuyện cũng ngọt ngào dễ thương. Thấy bạn cũng hiền á. Em thấy bạn đó cũng chân thành trong chuyện tình cảm giống em. Hai. Mong là Trâm thấy ra tiền cơ hội cho mình có thể hẹn hò. Trâm thấy là mình cũng có nhiều điểm tương đồng á. Hy vọng là có cơ hội tìm hiểu tiền lâu dài hơn. Ba, đưa lên. Wow, mở mắt ra nào. Chúc mừng hai bạn. Như vậy là chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau. Nếu trên sân khấu chúng ta được nắm tay nhau và được hôn nụ hôn đầu tiên, thế thôi để dành nụ hôn đó cho buổi gặp mặt đầu tiên các bạn nhé. Kim Tuyền cảm giác thế nào rồi? Em thấy là vui lắm mà. Mong là em được thoát ế và được tìm hiểu con ấy sớm hơn, gặp sớm hơn nữa, mong tiến tới hôn nhân. Còn bạn Mai Trâm? Dạ, em cũng cảm thấy rất là vui. Nãy giờ em rất là hồi hộp, nhưng mà sau khi mà thấy bạn Tuyền cũng đồng ý thì em cũng rất là vui. Hẹn gặp lại anh ở Mỹ Tho nha. Chúc hai bạn hạnh phúc. Chương trình sẽ để cho hai bạn có số điện thoại nhau để cùng giao lưu với nhau, hẹn hò với nhau nha. Cảm ơn Kim Tuyền và Mai Trâm rất là nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình. Chương trình Ông Mai Hẹn Hò xin hẹn gặp lại trên MCV Media. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì ông Mai Quyền Linh xin chào.